Xin chào mọi người, hôm nay mình có dịp đi ngang trung tâm nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Sài Gòn nè mọi người. Nhà thờ Đức Bà đang xây sửa lại ha, không có xây nhưng mà chỉ sửa lại thôi, bởi vì muốn giữ gìn cái cấu trúc của thời xưa cho nên là cái việc sửa lại tu sửa lại nó diễn ra rất là lâu ha. Nghe người ta nói là cũng khoảng 3 4 năm nay rồi mà vẫn chưa xong á mọi người. Bưu điện thành phố, bưu điện trung tâm thì lúc nào cũng có giữ cái vẻ đẹp cổ kính riêng của nó ha mọi người. Mỗi lần đi ngang qua khu này thì mình thấy là nhìn thấy bưu điện thành phố với lại nhà thờ Đức Bà là giống như là một cái nét gì đó không thể nào thiếu ở Sài Gòn. Nếu mà thiếu đi hình như là Sài Gòn mất đi một phần lớn cái vẻ đẹp của nó rồi. Cho nên là có một gì đó rất là đặc trưng luôn á. Mình nhìn thấy cái khung cảnh nhà thờ Đức Bà với bưu điện Sài Gòn là mình cảm thấy nó rất là có một cảm giác là Sài Gòn tới ngay lập tức vậy đó. Mình đi bộ tới một cái chỗ gọi là khu Bến Nghé Street Food là thức ăn đường phố ở quận 1 đó mọi người. Đây là cái khu mà từ ở chợ Bến Thành mà sau khi mà bệnh dịch Covid xảy ra đó thì người ta đã dời cái địa điểm đó về tại chỗ này và người ta đã xây lên một cái chỗ như thế này, không còn ở ngoài lề đường nữa nhưng mà đã xây trong một cái giống như là một cái không gian mở. Trong trong ở bên trong đây có rất là nhiều hàng quán nhỏ nhỏ san sát nhau. Có một điều bất tiện là chỗ ngồi ăn á, nó rất là ít, có nghĩa là bàn ghế rất là ít so với nhiều cái quán như vậy đó. Ở phía bên trong nó cũng có bàn ghế nữa mọi người nhưng mà đa phần á, người ta thích ngồi bên ngoài nó thoáng hơn, người ta có thể ngắm cảnh xe chạy. Còn ở phía đằng sau thì sẽ có một cái dãy bàn nhưng mà nó hơi không có thoáng gió bằng ngồi phía đằng trước. Có rất là nhiều gian hàng nằm ở trong khu này nha mọi người, từ cơm tấm, bánh ướt, bánh xèo, bánh khọt, bún miếng, phở, ở cái gì cũng có, mà không những có ẩm thực của Việt Nam không mà hầu như còn có ẩm thực của Ấn Độ, của Hàn Quốc, của Nhật, của gọi là của Hy Lạp nữa mọi người. Hy Lạp là có cái bánh gì nè, cái bánh của Hy Lạp ta gọi là bánh gì nè, ta quên mất tên nó rồi. Bánh mì của Hy Lạp mà người ta nhét thịt bên trong á, cái miếng nó gọi là cái gì nè? Kebab hả? Kebab là của Hàn Quốc chứ ta. Tự nhiên cái mình quên ngang cái tên đó à. Bánh mì của Hy Lạp đó. Ai mà bạn nào có nhớ nhắc mình với nha. Ở đây có bán cá nướng nè. Mọi người thấy không, đồ ăn Việt Nam. Đây, đây là cái khu mình nói nè mọi người đó. Người ta cũng có để hàng ghế phía sau nhưng mà ở phía bên trong đây nó có vẻ nó ngợp hơn. Mình thì thích ngồi ở phía ngoài hơn. Đây là cái chỗ mà người ta bán đồ nướng nè mọi người. Đó, nghêu nướng, sò nướng cũng khá là tươi, sạch sẽ. Nhưng mà mỗi có một điều là giá nó mắc nha mọi người. Cái giá nó đội lên gấp đôi so với ở phía bên ngoài đó. Thì cũng chắc là tại vì có mặt bằng rồi phải đóng nhiều thứ tiền á, cho nên người ta phải tăng giá lên để người ta mới có thể kiếm được đồng lời mọi người. Nói thật sự ra là cuối cùng là người người buôn bán chịu và người đi ăn giống như tụi mình thì chịu thôi, chứ xây ra cái mặt bằng này thì sạch sẽ thiệt nhưng mà cái giá cả nó sẽ mắc hơn một chút. Nếu mà mình muốn đi ăn ở khu quận 1 thì mình phải chấp nhận cái giá cả ở đây ha, nó hơi bị chát á, rất là chát luôn so với những cái chỗ khác nha mọi người. Cái này mới mở thì phải á. We wanna
rồi, cảm ơn mẹ cầm giùm, cầm giùm. À, cảm ơn mẹ. Cầm giùm mấy mà. Đây kem dừa truyền thống nè, có chai nước dừa nè. Đi kiếm cái bảng không có cái chỗ cái bảng. Cái bảng không có cái bảng, xin lộn. Đi đi trước đi. Cái kem dừa có giống như kem dừa ngày hôm qua không? Ờ, cái này đỏ hơn nè. Thấy có vẻ nó không giống như cái kia nè. Có nước xả đó.